Rồi, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Hôm nay là mình sẽ tiến hành trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một chiếc đồng hồ vintage thuộc về nhãn hiệu đồng hồ One Time. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Và mình sẽ cầm lên xoay một vòng cho các bạn cùng xem trước khi tiến hành review. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ thuộc nhãn hiệu One Time. Cái chiếc đồng hồ này thì nó là một cái dạng đồng hồ new old stock, là hàng tồn kho các bạn nhé. Một cái chiếc đồng hồ đang còn mới nguyên, chưa qua sử dụng. Là một cái dòng sản phẩm mà nó khá là hiếm tại thời điểm hiện tại. Và nói chung là cũng tương đối là khó tìm. Cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có kích thước ở phần mặt trước vào khoảng 35mm. Tuy nhiên là cái phong cách thiết kế của chiếc đồng hồ này thì nó lại đi theo dáng mua rùa. Và như mình đã nói ở nhiều video clip trước, thì đối với những chiếc đồng hồ thuộc dòng dáng mua rùa như thế này thì nó sẽ ăn gian size rất là tốt. Khi đeo lên tay thì nó sẽ tương đương với khoảng 38-39mm và nó không hề bé một chút nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào phần mặt số của chiếc đồng hồ này. Như các bạn đã quan sát thấy, chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ nó sử dụng một cái mặt số màu vàng và nó đánh phay xước từ trên xuống dưới, tạo ra cho chúng ta một cảm giác nó rất là kim loại. Phần mặt số nó sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp kính nhựa. Cái lớp kính này thì nó sẽ có khả năng chống sốc khá là tốt. Tuy nhiên là chúng ta dùng cũng phải giữ một chút, bởi vì là cái dòng này thì nó rất là dễ nhanh xước. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải lo lắng quá, bởi vì những cái dòng kính nhựa này chúng ta cũng có thể đánh bóng được. Toàn bộ tất cả những cọc số trên chiếc đồng hồ này nó đều là cọc số nổi các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy là những cọc số trên chiếc đồng hồ này thì nó sẽ được phối trí đều xung quanh mặt số, có cài đá đen và có màu vàng đồng màu với bộ vỏ. Người ta sẽ làm nổi cao hẳn cái phần mặt số. Đó, các bạn sẽ thấy là những cái phần mặt số này, cái cọc số nó làm nổi cao hẳn lên, giúp cho các bạn quan sát giờ rất là dễ dàng. Ở ngay bên góc 12 giờ chúng ta có logo chữ V kép, và bên dưới chúng ta có dòng chữ One Time. One Time là một nhãn hiệu đồng hồ rất nổi tiếng của nước Mỹ. Có rất nhiều bạn nhầm, cứ nghĩ là One Time hay là Engine thì có cái dòng chữ Swissmade đây. Các bạn nói rằng đây là cái dòng sản phẩm của Thụy Sĩ. Tuy nhiên các bạn lưu ý là One Time là nhãn hiệu đồng hồ rất nổi tiếng của nước Mỹ. Và đối với những dòng sản phẩm của nước Mỹ ấy, họ có đặc điểm là họ thường sử dụng những cái nhà máy tại Thụy Sĩ và họ gia công lắp ráp vào đó. Đấy. Cho nên là sau đó người ta đóng cái dòng chữ One Time vào đây. Thì mặc dù nó được sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Thụy Sĩ, nhưng bản chất nó vẫn là đồng hồ Mỹ các bạn nhé. Ở phần trung tâm thì chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Cái bộ ba kim này thì nó sẽ được thiết kế khá là vuông vức và đậm chất vintage. Độ mới thì đang còn rất là cao. Thì các bạn sẽ thấy là cái bộ kim giờ và phút thì nó sẽ có viền bên ngoài màu đen, ở giữa thì có màu vàng đánh phay xước, tạo cảm giác của chúng ta nó rất là tuyệt vời. Ở đây chúng ta có dòng chữ President là tên của dòng sản phẩm. Và tại góc 3 giờ chúng ta có thêm một ô lịch lúc. Cái phần lịch này thì nó cũng sẽ có đánh phay xước màu vàng luôn. Về tổng quan thì mặt số của chiếc đồng hồ này thì như mình đã nói, đây là một chiếc đồng hồ new old stock nên là còn rất là mới. Và cái phong cách thiết kế này thì nó tạo ra chúng ta một cái cảm giác nó khá là kim loại, gần giống như những cái phần mặt số vàng đúc, rất là đẹp. Đi sang phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ là một cái chiếc đồng hồ được bọc vàng ở phần trên. Các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta có những cái phần lên màu tiết đỉa. Các bạn sẽ thấy là những cái phần này nó sẽ dành cho những cái chiếc đồng hồ mà đã qua một cái thời gian lưu trữ rất là lâu, thì cái phần vàng nó sẽ chuyển qua một cái màu tiết đỉa. Cái này thì chúng ta có thể lau được, dùng khăn lau vàng thì nó sẽ chuyển lại màu như cũ thôi. Tuy nhiên là theo mình thì nếu mà chúng ta chơi những cái dòng sản phẩm cổ xưa như thế này thì chúng ta để cái màu tiết đỉa nó rất là tốt, bởi vì nó minh chứng như một cái chiếc đồng hồ đã qua một cái thời gian nhuốm màu thời gian rất là lâu. Ở phần trên chiếc đồng hồ người ta sẽ đánh phay xước theo chiều dọc, bắt sáng nó còn rất là tốt. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một vài cái vết nó dạng sức lông mèo trong cái quá trình lưu trữ. Tuy nhiên là về cơ bản thì nó vẫn là một cái chiếc đồng hồ nó đang rất là mới, các góc cạnh đều cực kỳ là bén. Ở bên hông cũng vậy, cũng được đánh phay xước theo chiều ngang, bắt sáng rất tốt. Ở đây chúng ta có những cái vết màu tiết đỉa ở đây. Tại góc 3 giờ chúng ta có núm điều chỉnh giờ nguyên zin của hãng đồng hồ One Time. Cái núm này thì sẽ có cái logo chữ V kép đây. Nói chung là cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ nguyên zin nguyên bản từ A đến Z. Lật ra nắp đáy phía sau chúng ta có một cái nắp đáy dạng thép không gỉ và nó sẽ là nắp đáy đặc các bạn nhé. Ở đây chúng ta có vài cái dòng chữ tiếng Nhật nó khắc ở trên cái nắp đáy này. Cái này là do người sưu tầm người ta khắc lên, chứ không phải là do hãng khắc.
các bạn thấy là dòng chữ Automatic One Time. Và ở phần trung tâm thì chúng ta có một logo chữ V kép. Cái nắp đáy này đang còn nguyên zin và mới cứng các bạn nha, chưa qua đeo. Đấy, nếu mà các bạn lưu ý là những cái dòng sản phẩm này nếu mà đeo một thời gian lâu thì những cái dòng chữ này thì nó sẽ ma sát với cổ tay và nó sẽ bị mờ đi. Tuy nhiên cái chiếc đồng hồ này thì cái nắp đáy này nó chưa từng đeo lên cổ tay, cho nên là những chi tiết trên chiếc đồng hồ nó đang rất là mới. Thế nên mình sẽ thử vặn vào cho các bạn xem. Với cái cỗ máy của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ sử dụng máy Thụy Sĩ tự động lên dây cót. Mà các bạn đã thấy đây là cỗ máy của chiếc đồng hồ. Cỗ máy tự động lên dây cót đang còn trong tình trạng cực kỳ là mới. Cái máy này thì nó không phải là máy của OneTime các bạn nhé. Các bạn thấy chúng ta có dòng chữ AS ở khá là nhỏ ở đây. Thì AS là viết tắt của Adobe Steel, là một công ty chuyên sản xuất máy rất nổi tiếng. Cái công ty này thì nó lại là anh em với cái công ty Athena, mà Athena lại chính là cái công ty đã có một công ty con, nó là ETA. Thì sau này thì AS và ETA sáp nhập lại với nhau và chỉ dùng một tên là ETA như ngày nay. Đấy. Cái dòng lịch sử của nó sẽ là như vậy. Mình sẽ vặn lại cho các bạn xem. Chiếc đồng hồ này nó sẽ sử dụng một cái bộ dây da handmade của Việt Nam. Và kèm theo đó là chúng ta có khóa zin của chữ One Time ở đây. Squid bit. Nói chung là cái chiếc đồng hồ nó nguyên zin từ A đến Z. Rất là đẹp và sang trọng. Cái dòng sản phẩm này nói chung là mua về thì mình cũng không dám đeo, bởi vì nó mới quá. Những cái chiếc đồng hồ One Time mà đang trong tình trạng new old stock này nó không còn nhiều trên thị trường. Chủ yếu là mua về sưu tầm và bỏ vào trong hộp thôi. Rất là đẹp, từ mặt số cho đến bộ thân vỏ, tình trạng cực kỳ là hoàn hảo. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.